Dạ vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video của Nha Khoa Hồng Cường. Và ngay lúc này đây thì Hải Yến đang có mặt tại khu vực tầng 7, khu vực phòng kỹ thuật cao của Nha Khoa Hồng Cường. Như các bạn cũng biết là để tạo ra một chiếc răng sứ như này thì sẽ cần phải trải qua rất là nhiều công đoạn, cũng như là sẽ cần phải có những trang thiết bị hiện đại thì mới có thể sản xuất ra chiếc răng sứ như này. Và hãy cùng theo chân Hải Yến để khám phá xem là tầng 7 sẽ có những gì thú vị nhé. Tầng 7 của Nha Khoa Hồng Cường hiện tại được phân ra hai khu chính, khu vực trưng bày và phòng công nghệ cao. Với thiết kế vô cùng đặc biệt và hiện đại, khu vực tầng 7 giúp chúng ta dễ dàng tìm hiểu về các sản phẩm nha khoa, các thiết bị công nghệ cao tại đây và xem trực tiếp các quy trình tạo nên chiếc răng thành phẩm của các kỹ thuật viên. Tại khu vực trưng bày, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy các mẫu sản phẩm nha khoa như răng sứ, niềng răng, trụ răng implant và các nguyên liệu cao cấp này đều được Hồng Cường nhập khẩu từ Mỹ và các nước châu Âu. Với việc áp dụng công nghệ in nhựa 3D, Hồng Cường đã thay thế hoàn toàn việc lấy mẫu răng truyền thống, tăng độ chuẩn xác của mẫu răng cũng như tiết kiệm thời gian của cả bác sĩ và kỹ thuật viên. Công nghệ in 3D kim loại giúp tạo ra các sản phẩm bằng kim loại, khắc phục những nhược điểm của công nghệ in 3D truyền thống và tạo nên những sản phẩm có độ bền cao, giúp đẩy nhanh quá trình sản xuất, từ đó tiết kiệm được thời gian lẫn chi phí cho doanh nghiệp. Máy cắt kim loại được xem như một trợ thủ đắc lực của ngành nha trong công việc mỗi ngày. Với sự chính xác cực cao đến từ mũi khoan công nghệ, kỹ thuật viên có thể dễ dàng tạo ra các mẫu răng với độ hoàn thiện chính xác. Để làm ra được một chiếc răng sứ hoàn hảo, cần trải qua rất nhiều công đoạn phức tạp, cũng như cần sự tập trung cao độ. Và kết hợp cùng với công nghệ cao từ máy móc, không thể thiếu đi chính là đôi bàn tay tài hoa của người kỹ thuật viên. Dạ vâng, vừa rồi thì các bạn cũng đã cùng theo chân Hải Yến khám phá khu vực tầng 7, khu vực kỹ thuật cao của Nha Khoa Hồng Cường. Và các bạn đừng quên thả tim và follow kênh của Nha Khoa để có thể theo dõi nhiều video hay hơn nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi livestream tiếp theo. Xin chào và gặp lại ạ.